chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Cùng với tinh thần này, ngày hôm nay mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhanh về tuần lễ chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đa dạng góc nhìn khai thác, hàng loạt những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia đã được diễn ra một cách vô cùng sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động bao gồm triển lãm và chuỗi hội thảo chuyên đề xoay quanh các chủ đề về việc khai thác tiềm lực công nghệ, giải quyết bài toán chuyển đổi số ở các lĩnh vực như hạ tầng số, an ninh thông tin, du lịch, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh. Ví dụ như đối với vai trò của trung tâm chuyển đổi số, thành phố xác định cái giải pháp là các nền tảng số dùng chung là một cái giải pháp quan trọng để thúc đẩy cái việc mà chuyển đổi số cũng như là cái tuân về cái này mà thực thi cái kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố hiệu quả. Thì để làm được cái việc đó thì đòi hỏi trung tâm chuyển đổi số phải làm sao để triển khai nhanh mà đồng bộ, và đòi hỏi là cái sự hợp tác từ các quận huyện sở ngành nó rất là quan trọng, bởi vì nếu không thì vấn đề khi những cái hệ thống như vậy là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khu triển lãm dành cho các doanh nghiệp và những đơn vị địa phương đã giới thiệu đến người dân hàng loạt những dịch vụ nền tảng số từ cơ sở ngành và các công nghệ đổi mới sáng tạo, cũng như những giải pháp ứng dụng chuyển đổi số được triển khai trong xuyên suốt thời gian hoạt động. Thưa quý vị, tiếp nối tinh thần đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần vừa qua, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhiều hơn một số những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ cũng như là quản lý nhà nước. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công được hiểu là việc tìm kiếm ý tưởng, giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội. Những giải pháp này phải đảm bảo 3 tiêu chí: tạo ra cái mới hoặc có cải tiến so với cái cũ, phải được triển khai trên thực tế, có tính lan tỏa, ứng dụng và mang lại giá trị cho cộng đồng. Để tinh thần đổi mới trở thành giá trị chung và xây dựng được văn hóa đổi mới ở mọi phương diện, đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhà nước, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong công tác quản lý tại các cơ quan, tổ chức, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh ở các dịch vụ công trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động công vụ và công tác quản lý nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các mô hình khoa học kỹ thuật hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Một trong số đó phải kể đến hệ thống quản lý dữ liệu điều hành phường 9 quận 11. Chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 11 tháng 4 vừa qua, hệ thống bao gồm các công cụ và phần mềm giúp quản lý thông tin và điều hành các hoạt động của đơn vị. Hiện tại, hệ thống đang được triển khai ở giai đoạn 1. Dự kiến trong giai đoạn 2, mô hình sẽ bổ sung tính năng cho người dân sử dụng, giúp người dùng có thể chủ động cập nhật, tra cứu thông tin, đề xuất các vấn đề chung về tự quản khu dân cư để ban điều hành khu phố triển khai, tổ chức thực hiện. Trong khi đó, phong trào đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại quận huyện trên địa bàn thành phố năm 2024 cũng diễn ra sôi nổi. Tại quận 3, Ngày hội Khoa học và Công nghệ lần thứ tư năm 2024 tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 17 doanh nghiệp trong và ngoài quận với trên 25 gian hàng. Hoạt động không chỉ là sân chơi công nghệ bổ ích thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo khoa học ở mọi người, mà còn đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn. Từ đó chuyển hóa thành hành động, mạnh dạn hơn trong việc sử dụng các sản phẩm công nghệ số, số hóa nhiều lĩnh vực trong đời sống, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động về khoa học công nghệ ứng dụng cùng với lại chuyển đổi số thì đây là một cái hoạt động mà để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn của quận cũng như là người dân và doanh nghiệp trên địa bàn của quận thấy được ý nghĩa, cái giá trị khi mà chúng ta ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong cái đời sống cũng như vào trong công việc. Như vậy thì thông qua cái ngày hội khoa học công nghệ thì chúng tôi giới thiệu và đưa ra ứng dụng trên thực tế các cái sản phẩm, các cái mô hình khoa học công nghệ mà quận đã triển khai thực hiện trong cái thời gian vừa qua, và nó có những cái hiệu quả nhất định. Như vậy thì từ những cái mô hình, những cái hoạt động mà về ứng dụng khoa học công nghệ cùng với chuyển đổi số mà người dân và doanh nghiệp cũng như cán bộ công chức thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị đó thì sẽ ngày một ứng dụng nó tốt hơn, có sự tương tác phối hợp với nhau để giúp cho cái hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số ngày một phát triển và nó có hiệu quả hơn.
Không nằm ngoài hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nhằm giải quyết các vấn đề thiết thực trong hoạt động quản lý, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, việc tìm kiếm áp dụng thành tựu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại các bệnh viện hứa hẹn giúp đơn vị nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Theo cá nhân tôi thấy thì cái việc mà áp dụng các quy trình chuẩn hóa và khoa học nó mang yếu tố rất là kiên quyết trong vấn đề giải quyết những cái mục tiêu mà Sở Y tế có đề ra. Ví dụ như là quy trình về khám chữa bệnh làm sao mà áp dụng được công nghệ thông tin vào một cách hiệu quả và giáo dục được người dân một cách tốt nhất để người dân có thể sẵn lòng hợp tác trong việc cung cấp thông tin và những thông tin nào mà họ có thể cung cấp được. Ví dụ như vậy, đó là những cái hết sức là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai đó là Sở Y tế có đặt ra một số cái yêu cầu mà cũng huy động các doanh nghiệp đồng hành cung cấp ý tưởng, thì trong đó có những cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta có thể gỡ được để có thể đáp ứng được yêu cầu của Sở Y tế một cách rất là triệt để. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi Saigon GovTech Challenge 2024. Với đa dạng lĩnh vực và tiêu chí xét chọn nghiêm ngặt, cuộc thi là cơ hội để các đơn vị startup trẻ phát triển trên các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo giúp giải quyết các bài toán trong điều hành, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân quận huyện, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Trong thời đại công nghệ 4.0, đổi mới sáng tạo ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhà nước không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các giải pháp công nghệ tiên tiến và phương pháp quản lý mới đang mang lại những thay đổi tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công, qua đó mở đường cho sự phát triển bền vững và toàn diện trong cộng đồng. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với một trong những từ khóa được mọi người tìm hiểu và quan tâm nhiều nhất: chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một ngành công nghiệp vô cùng tiềm năng và ảnh hưởng trực tiếp vào hành trình phát triển bền vững của đất nước chúng ta, ngành công nghiệp cao su và nhựa. Triển lãm quốc tế về máy và thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam Blast 2024 với quy mô mở rộng, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước và là cơ hội để các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và công nghệ tiên tiến mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nhựa tại Việt Nam. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưu Kiệt đã ghi dấu ấn với sự cam kết mạnh mẽ trong việc đổi mới sáng tạo và cung cấp các giải pháp nhựa xây dựng tiên tiến. Tại triển lãm, các tham quan được đội ngũ ban lãnh đạo kỹ sư của công ty giới thiệu về các sản phẩm đơn vị đang cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế nhiều năm qua. Đến với triển lãm lần này, chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm nhựa cung cấp cho ngành xây dựng. Sản phẩm chúng tôi là nhựa lấy sáng, là bảo hành 10 năm, và là màng chống thấm, là nhựa BB, là nhựa cách nhiệt, và là PVC lót tường, là trang trí nội thất. Trong thời gian tới, chúng tôi tăng năng suất cao để cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế. Tấm polycarbonate là vật liệu bền, nhẹ và trong suốt, thường được dùng thay thế cho kính với độ bền, khả năng chống va đập, chống tia UV và được tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, phù hợp cho các công trình xây dựng. Màn chống thấm HDPE có khả năng chống thủng, chống rách và chống mài mòn cao, phù hợp với những môi trường khắc nghiệt và có khả năng chống lại nhiều loại hóa chất, bao gồm axit, bazơ và dung môi, rất phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và môi trường như sử dụng để lót bãi chung lấp và cơ sở xử lý chất thải, ngăn ngừa sự rò rỉ chất gây ô nhiễm ra môi trường, xây dựng hồ chứa, hệ thống tưới tiêu, tạo ra rào cản đáng tin cậy và bền vững để ngăn ngừa thất thoát nước. Màng địa kỹ thuật HDPE được sử dụng để chứa các vật liệu nguy hiểm, hóa chất và nước thải trong các cơ sở công nghiệp. Tấm PVC vân đá ốp tường có khả năng giảm nhiệt bức xạ, giúp không gian mát mẻ và trong lành vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, sử dụng ở những khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm, nhà bếp và tầng hầm. Ngoài ra, tấm PVC có khả năng chống va đập, lý tưởng để sử dụng lâu dài cho cả không gian dân dụng và thương mại. Tấm polyropylene là vật liệu đa năng và bền với nhiều ứng dụng. Độ bền và khả năng tái chế của chúng khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến trong ngành công nghiệp. Tôi là một nhà phân phối, thì tôi có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều sản phẩm từ trong nước đến ngoài nước. Thì tôi nhận thấy rằng sản phẩm của phía công ty Hữu Kiệt thì rất là tốt. Về độ lấy sáng, về độ bền, độ dẻo của sản phẩm thì sau 6 tháng đến 1 năm thì vẫn giữ được cái chất lượng đó.
Đó là những cái rất là ưu điểm từ phía Hù Kiệt. Hù Kiệt là doanh nghiệp tiên phong trong việc cam kết không ngừng cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa chất lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Công ty áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt được chứng nhận ISO 9001-2008 để đảm bảo mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Được thành lập với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Hù Kiệt đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất với nhà máy hiện đại có diện tích hơn 70.000 m2 tại Long An, mang đến nhiều sản phẩm về nhựa phục vụ cho thị trường vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhiều thêm những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần vừa qua cùng với chuyên mục Cà phê Điện tin. Triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 với chủ đề Công nghệ mở tương lai xanh đã chính thức khai mạc, khẳng định vai trò của công nghệ trong việc phát triển các giải pháp năng lượng và giao thông bền vững. Nổi bật tại triển lãm là sự góp mặt của thương hiệu Isuzu với mẫu tái bản New Isuzu D-Max 2024. Phiên bản mới sở hữu thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và được trang bị động cơ 1.9, tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, tối ưu nhiên liệu, góp phần giảm thiểu tác động môi trường. Bên cạnh đó, triển lãm còn chứng kiến sự ra mắt của hàng loạt giải pháp xe điện từ các thương hiệu hàng đầu, khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngành ô tô xe máy Việt Nam trong việc kiến tạo một tương lai xanh cho giao thông. Với cái xe bán tải như các bạn thấy ở đây, nó được thiết kế mới hoàn toàn từ bên ngoài, thay đổi rất là nhiều các cái họa tiết để thu hút cái góc nhìn hơn. Công nghệ thì động cơ của nó đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và công nghệ vận hành nó bao gồm có thể sử dụng được tốt trong điều kiện đường xá thông thường cũng như là vận hành trên đường off-road. Và kỳ vọng với cái sản phẩm mới này, tôi sẽ lấy được lòng tin của khách hàng. Diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh GEFI 2024 là điểm nhấn quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ 13 quốc gia cùng nhiều chuyên gia doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hoạt động triển lãm, hội thảo và đối thoại cấp cao. Trong khuôn khổ sự kiện, Đại học RMIT Việt Nam tham gia với vai trò tiên phong trong giáo dục bền vững nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Đại học RMIT cam kết thực hiện các chiến lược giáo dục xanh, giảm thiểu phát thải carbon và tạo môi trường an toàn và xanh cho cộng đồng sinh viên, cán bộ giảng viên. Trường hiện đứng thứ 5 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu Times Higher Education Impact Rankings nhờ những thành tựu ấn tượng trong việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tại GEFI 2024, Đại học RMIT đã giới thiệu các sáng kiến và giải pháp tiên tiến liên quan đến môi trường, đồng thời tham gia các hoạt động kết nối và đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Những sáng kiến này không chỉ nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong việc áp dụng các giải pháp phát triển bền vững vào thực tiễn. Tại RMIT, chúng tôi không chỉ tạo ra tri thức cho sinh viên mà còn chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ họ phát triển bền vững. Phản hồi từ doanh nghiệp rất quan trọng. Chúng tôi tích hợp những ý kiến đó vào chương trình giảng dạy, giúp sinh viên hiểu rõ các yêu cầu thực tế trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Ngoài vai trò giáo dục và nghiên cứu, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp thông qua những diễn đàn và ủy ban, đóng vai trò cầu nối trao đổi thông tin. Chúng tôi thực hiện các dự án tái chế nhằm nâng cấp hàng hóa đã qua sử dụng. Chúng tôi còn tổ chức các chương trình trao đổi, trong đó sinh viên mang các vật phẩm nhựa đến để đổi lấy dịch vụ hoặc các quà tặng hữu ích. Chúng tôi áp dụng nhiều phương pháp bền vững vào việc tổ chức các sự kiện. Eco Market là nơi để sinh viên và nhân viên cùng chia sẻ, học hỏi và thúc đẩy ý thức về sự bền vững trong công việc lẫn cuộc sống. GEFI 2024 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp và tổ chức trong nước cũng như quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ xanh và phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chương trình Factory Tour Fujiwara Việt Nam một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ khi tiếp tục đón tiếp đoàn đại biểu của Hội Trái Tim Người Lính đến tham quan nhà máy sản xuất nước ion kiềm công nghệ Nhật Bản. Trong không khí ấm áp và đầy nghĩa tình, ban lãnh đạo Fujiwara Việt Nam đã chia sẻ về quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến cũng như sứ mệnh mang đến nguồn nước uống tốt cho sức khỏe cộng đồng. Nhà máy Fujiwara Việt Nam đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nước uống cao cấp ion kiềm Fujiwara. Không đơn giản chỉ là nước, mà là loại nước uống tốt có lợi cho sức khỏe, cùng nhiều sản phẩm từ công nghệ tiên tiến. Cũng có một người em bệnh thận rất nặng, nhưng mà từ sử dụng coi như cái nước này thì thấy sức khỏe có cải thiện, có hiệu quả. Thì tôi cũng không tin nữa, nhưng hôm nay lên thực tế thì tận mắt chứng kiến cái quy trình sản xuất của nhà máy và cái phân tích của anh kỹ sư ấy này kia thì thấy rằng coi như là một phần nào cũng là tin là người em tôi nhờ uống cái nước ion kiềm nên có trong cái bệnh cũng có cái khắc phục bớt.
Fujiwa tự hào đồng hành cùng Hội Trái Tim Người Lính trong hành trình xây dựng những mái ấm tình thương, mang đến niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Việc hợp tác giữa Fujiwa Việt Nam và Hội Trái Tim Người Lính không chỉ là sự kết nối giữa hai tổ chức, mà còn là sự gắn kết của những trái tim cùng chung nhịp đập vì cộng đồng. Chương trình tìm hiểu cơ hội mở rộng kinh doanh và đầu tư tại Kuala Lumpur, Malaysia vừa diễn ra thành công tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do công ty Skyworld tổ chức, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện lãnh sự quán Malaysia cùng nhiều chuyên gia bất động sản, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt tìm hiểu sâu hơn về triển vọng đầu tư tại thị trường Malaysia. Tại đây, dự án Curvo Residence được trang bị nội thất trang thiết bị đầy đủ với mức giá hợp lý, chính thức được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Kuala Lumpur, thủ đô kinh tế của Malaysia, được đánh giá là trung tâm tài chính sôi động bậc nhất Đông Nam Á. Với tỷ lệ tăng trưởng GDP ấn tượng, các chuyên gia nhận định thành phố này không chỉ có nền kinh tế ổn định mà còn đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án đô thị tiềm năng, mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các chủ đầu tư. Mục đích của sự kiện hôm nay thật ra là nhằm xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia. Skyworld là một nhà phát triển bất động sản và chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam. Chúng tôi có ý định đầu tư lâu dài tại Việt Nam với vai trò là một nhà phát triển đô thị. Chúng tôi mong muốn mang đến một phong cách sống chất lượng cho Việt Nam và hy vọng rằng thông qua sự kiện này, người dân Việt Nam sẽ hiểu rõ hơn về Malaysia, đồng thời có thể tìm hiểu thêm về các cơ hội tại Malaysia. Thị trường bất động sản tại Kuala Lumpur hiện có mức giá cạnh tranh, đặc biệt trong phân khúc cao cấp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư quốc tế nhờ lợi tức cho thuê cao. Chương trình không chỉ cung cấp thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp Việt mà còn hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư giữa hai quốc gia trong tương lai. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Cà phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và sẽ được phát lại vào 9 giờ sáng thứ bảy tuần sau đó trên kênh HTV9. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng số khác để chúng ta cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.